có bao nhiêu người trong cuộc đời chúng ta sẵn sàng ngồi với chúng ta trong đêm tối của đời mình. Và những người mà sẵn sàng ngồi với anh chị em trong những lúc mà mình không còn là gì hết, người đó là người yêu thương chúng ta nhất. Đúng không? Và nhiều khi chỉ có cha mẹ mình mới làm được điều đó với mình thôi, mới dám giang tay đón mình về. May ra mình có thêm một hai người bạn luôn, hiếm lắm anh chị em.